Chào các bạn ha, mình là Thuận đến từ Đồ Họa Thuận Yến. Hôm nay là ngày 3 tháng 8 này, năm 2021. Khi mà mình làm những cái dạng video như thế này, mình sẽ nói cái ngày để sau này các bạn mà xem là các bạn phải biết là cái thời điểm các bạn xem là ngày nào. Tại vì là những cái này nó sẽ bị lạc hậu rất là nhanh ha. Ví dụ như là cái chủ đề hôm nay là mà mình nói với các bạn là mình đang nói về UE5. UE5 của cái khóa học DMX Latin ha, Latin Show. Nhưng mà hôm nay là ngày 3 tháng 8 năm 2021. Ví dụ như là cách một năm sau mà các bạn xem thì có thể là nó đã lạc hậu rồi. Và nó đã lạc hậu rồi thì do đó mà là mình nói cái ngày và các bạn lưu ý nha. Ví dụ như là tại thời điểm này là những cái dạng này có thể là chấp nhận được. Nhưng mà một năm sau thì không thể nào như vậy được. Đổi các bạn biết rồi ha, công nghệ thì nó sẽ lạc hậu rất là nhanh. Ví dụ như là hồi xưa mình có soạn cách đây khoảng hơn một năm rưỡi về trước, mình có soạn một cái khóa học về VRAY SketchUp rất là kỹ. Lúc đó là phiên bản 4.0, phiên bản VRAYNET. Nhưng mà tại thời điểm này là năm này là coi như là gần một năm rưỡi sau rồi. Thì bây giờ là lại có một số bạn là chưa học xong. Cách đây một năm rưỡi là mua khóa học, đăng ký học, nhưng mà tới bây giờ vẫn chưa học xong. Mà bây giờ là người ta ra VRAY 5 rồi, sắp cập nhật lên nữa rồi. Thì cái khóa học này bây giờ mình cung cấp miễn phí luôn. Thì một số bạn lại chửi mình, nói tại sao mà ngày xưa em mua khóa học mà bây giờ anh lại đi bán, anh lại bắt đầu up lên miễn phí. Thì mình giải thích với các bạn là các bạn đang học cái ngành công nghệ nó chỉ tồn tại có một năm thôi. Chứ cái khóa học nó chỉ giá trị tối đa là một năm rưỡi thôi, chứ không thể nào mà 2 năm được, nó sẽ bị lạc hậu ngay. Do đó là các bạn lưu ý ha, sau một năm là các bạn phải nâng cấp thôi, chứ không thể nào mà không nâng cấp được. Mình lưu ý với các bạn là các bạn phải nâng cấp. Tại vì sao các bạn phải nâng cấp? Khi mà các bạn nâng cấp thì các bạn phải nhớ như này này, mình nâng cấp ở đây là mình cập nhật thêm những cái mới, chưa? Ví dụ như là bây giờ là phiên bản UE4, nó đang ra 4.26 và có thể là nó đang ra 4.27 bản review. Nhưng mà và đi kèm đó năm nay là EBIT chơi rất là lớn ha, đi kèm với nó là ra luôn cái phiên bản là UE5 ha. Nhưng mà các bạn phải biết rồi ha, tất cả những cái đó là đối với UE5 thì là phiên bản thử nghiệm, đối với UE4.27 thì đang cập nhật, và đối với 4.26 là cũng đã xài coi như là cũng một năm nay rồi. Chưa nè, các bạn lưu ý cái điều đó ha. UE5 bên này mới là bản gọi là thử nghiệm thôi. Chưa ha, đây 4.26 ha, có thể lên được 4.27 nữa. Thì các bạn phải hiểu những cái chuyện đó, các bạn phải cập nhật. Khi mà mình cập nhật lên phiên bản mới để mình xài những cái tính năng mới, người ta viết ra phần mềm là như vậy. Thì do đó là mình lưu ý với các bạn ha. Các bạn nên học phần mềm và sử dụng trong một năm. Sau một năm nó nâng cấp lên phiên bản mới, thì các bạn tốt nhất là các bạn nên nâng cấp lên phiên bản mới ha. Chưa này, đừng có đợi người ta học trước một năm rồi người ta kiếm tiền xong một năm rồi mình mới nói thôi lúc đó mình mới đi học ha. Bởi vậy mình khuyên các bạn là đừng có, khi mà học những cái phần mềm, làm sao mà cố gắng là trong vòng 3 đến 6 tháng là các bạn phải sử dụng được. Chưa, phải sử dụng được 3 đến 6 tháng, cố gắng từ 3 đến 6 tháng tập trung vào để sử dụng được. Rồi sau đó bắt đầu là nghiên cứu và cứ phát triển từ từ. Mỗi lần nó lên cái phiên bản mới, có một số bạn lại nhắn với mình là bây giờ UE5 nó ra phiên bản mới, ngày xưa em học phiên bản cũ, bây giờ thầy phải cập nhật lên cho em. Thực chất là cập nhật thì mình sẵn sàng cập nhật thôi, đã mình đã nói với các bạn là mình sẽ cập nhật cho các bạn, nhưng các bạn phải hợp tình hợp lý. Cập nhật làm sao được mà khi các bạn học cái phiên bản cũ, các bạn học chưa xong mà các bạn lại đòi cập nhật phiên bản mới, đúng không? Các bạn thấy một những cái điều rất là phi lý chưa? Hoặc là các bạn học những cái phiên bản cũ mà các bạn học, các bạn không làm bài, các bạn nhảy bài, các bạn xin nhảy bài, các bạn xin nhảy bài, em bận việc quá, em không có theo tiến độ của cái khóa học, và thay vì là học và nộp bài, bây giờ cho em nhảy bài, sau này em không nói gì anh đâu, em không nói gì thầy đâu ha. Rồi tới khi ra phiên bản mới lại bắt cập nhật. Mà cho dù mình có cập nhật cho các bạn thì mình cũng chỉ cập nhật tính năng mới thôi, chứ mình làm sao mình cập nhật những khóa học mới cho các bạn được? Cái điều rất là phí lý, đúng không? Tại vì cái khóa học mới thì nó bao gồm những cái gì của khóa học cũ và những cái tính năng mới. Ví dụ như bây giờ nói là lên lên UE5 hiện tại ha, các bạn nào đã học UE4 mà các bạn muốn lên UE5 thì các bạn chỉ cập nhật có 3 cái thôi, chưa? Thứ nhất là cái giao diện,
Ok ha, cái giao diện thứ nhì là cái Lumen và thứ ba là cái này nai hết rồi. Còn những cái lặt vặt khác, những cái mà sâu xa hơn nữa thì mình đợi tới khi nào mà UE5 nó ra bản chính thức. Còn mình nếu như nó chưa ra bản chính thức thì mình không có nhúc nhích gì được hết. Thì đó gọi là cập nhật. Các bạn lại cứ lầm tưởng là cập nhật là phải dạy lại từ đầu làm sao? Không hề có cái chuyện đó đâu ha. Cái chuyện mà dạy lại từ đầu, nếu như các bạn đã học mà cái khóa học ok, các bạn không cần phải học lại từ đầu. Là tại vì các bạn chỉ cần cập nhật tính năng mới. Còn nếu như các bạn đã học và dây dưa cái khóa học kéo dài 1 năm tới 1 năm rưỡi. Đây nè, bây giờ mình bắt đầu mình up cái phần khóa V-Ray của mình ngày xưa lên là miễn phí hết rồi đó. Chưa, các bạn đừng có chửi làm gì. Tại vì cái mà tất cả mọi trung tâm khác, mọi người khác đều vậy. Khi người ta lên cái mới là người ta phải cập nhật cái cũ miễn phí hay là gì gì đó để cho mọi người người ta tham khảo. Chưa nè, thì các bạn phải hiểu chuyện đó ha. Mình ngày xưa mình rất là ngại đụng chạm, nhưng mà từ bây giờ mình sẽ không ngại nữa. Mình sẽ gọi là chơi sòng phẳng ha, chứ không có ngại cái chuyện gì hết. Các bạn cần một cái sự hợp tác giữa hai bên. Các bạn là người học, mình là người hướng dẫn, một sự hợp tác. Còn lại mình sẽ không gọi là nhũng nhường cái chuyện gì nữa. Chưa, tới cái lúc này rồi đúng không, xã hội bây giờ nó phức tạp như vậy rồi thì có lẽ là chơi sòng phẳng với nhau đi ha. Các bạn học, các bạn cố gắng, các bạn làm bài tập, các bạn học hành, các bạn nghiên cứu và mình hỗ trợ. Còn cái thành phần mà học mà gọi là làm biển, chưa, làm biển học, cứ xăm xăm vào cái bộ video thì cái chuyện đó thì cái chuyện khác ha. Bây giờ mình nói trước rồi là như vậy ha. Hiền quả là bị ăn hiếp ha. Rồi sorry các bạn, một vài lời tâm sự ha. Mình sẽ vào cái chủ đề chính hôm nay. Bắt đầu từ thời gian này mình sẽ có nhiều thời gian, mình sẽ cập nhật rất là nhiều video trên kênh YouTube ha. Do đó bạn nào mà chưa đăng ký có thể đăng ký kênh của mình. Kênh của mình các bạn gọi Đồ Họa Thuận Yến là được rồi ha. Và các bạn có thể đăng ký kênh để nhận những cái bài học rất là nhiều chủ đề ha. Tại vì mình là trung tâm chứ không phải là cá nhân. Mình là trung tâm và mình có bộ phận giáo viên hỗ trợ rất là nhiều cái môn học. Do đó là mình sẽ thường xuyên cập nhật những cái video cho nhiều lĩnh vực. Chứ không phải là mình không phải là một cái cá nhân để dạy một vài khóa học ha. Mình có hàng trung tâm Đồ Họa Thuận Yến nè. Trung tâm của mình cũng mười mấy năm rồi. Rồi cái tiếp theo, cái chủ đề mình muốn nói hôm nay là về Lightning Show ha. Về một cái từ mà mình rất là bực các bạn ha. Là cái từ là DMX. DMX DMX không phải điện máy xanh nha. DMX không phải điện máy xanh, mà là DMX là cái này nè. Đây. Chưa, nó là cái gì, là nó là cái này nè ha. Là chữ viết tắt của cái này, nghĩa là tín hiệu kỹ thuật số đa kênh ha. Đó. Mình sẽ có những cái, lát nữa mình sẽ nói ha. Mình sẽ có những cái bàn điều khiển những cái thiết bị như này ha. Chưa, đó là dùng cái từ là DMX ha. Nó là gọi là thiết bị, gọi là điều khiển ha, tín hiệu kỹ thuật số đa kênh. Và liên quan tới DMX đó thì lại liên quan tới cái khóa học. Mà liên quan tới khóa học thì lúc này mình sẽ phân tích cho các bạn hiểu. Không thôi là các bạn cứ là hiểu lầm ha. Các bạn hình như là các bạn cố tình hiểu lầm hay sao. Thứ nhất là cái khóa học mà không những mình mà một số nơi khác có dạy, là người ta học, người ta dạy cho các bạn cái khóa học là gọi là thiết kế Lightning Show. Chưa, trong Unreal Engine có thể là UE4 hay là UE5 gì đó ha. Và người ta sẽ có những cái chủ đề, ví dụ bạn nào làm về Lightning Show, về event hay là làm về sân khấu, thậm chí là mình đang hướng dẫn luôn về tiệc cưới, hoặc làm karaoke, hoặc là KTV ha. Chưa, hoặc là làm bar, làm chiếu sáng công cộng. Đó là gọi là, gọi chung là Lightning Show. Các bạn hiểu từ này ha. Và Lightning Show, và các bạn ứng dụng UE4 hoặc là UE5 là in, mình gọi là phần mềm ha. Thực chất là không nên gọi là UE5 là phần mềm, nó là một cái engine. Nhưng mà mình có thể gọi là gọi bằng phần mềm cũng được. Chứ nè, và mình sẽ sử dụng phần mềm. Thì yêu cầu các bạn phải sử dụng phần mềm, phải sử dụng tốt phần mềm trước khi nói tới DMX. Mà các bạn cứ xâm vào là DMX, cứ là phải DMX. Chưa? Và thậm chí các bạn hiểu bị hiểu cái mơ hồ về DMX. Thông qua cái lần này mình sẽ giải thích một lần cho triệt để luôn. Chứ các bạn bị hiểu lầm lắm. Các bạn còn không biết đèn Lurin nữa thì làm sao mà gọi là DMX được. Có bạn hỏi mình là em muốn đăng ký khóa học, nhưng mà trong cái khóa học này là em thấy có những cái vấn đề này không quan trọng, em chỉ muốn là học cái phần DMX thôi. DMX đây. Rồi đây ha, DMX đây. Em chỉ muốn học phần này thôi.
Chưa, thì mình mới hỏi bạn là em đã sử dụng được ví dụ như là vật hệ thống vật liệu chưa, em đã sử dụng được light function vật liệu chuyển động ha, hay là em điều khiển được những cái dàn đèn BlueRing chưa, thì câu trả lời là mấy cái đó em không cần, em chỉ cần đèn thôi. Vậy thì bây giờ cần đèn DMX để em làm gì? Để em đánh vào cái event cái Latin show của em rồi nói em đã thiết kế được cái đó chưa, thì câu trả lời là chưa, thì làm sao mà được, đúng không? Đó, làm sao mà được, tại vì các bạn cứ nghĩ là tới cái đèn không là làm sao thì chết mất rồi, sao mà đèn được. Các bạn phải, có nghĩa là gì, các bạn muốn hoàn thiện một cái event, một cái Latin show, nhưng mà các bạn lại nghĩ tới tới DMX không, các bạn không nghĩ tới khác, thì cái đó là một cái rất là trầm trọng ha. Hôm nay mình sẽ phân tích cho các bạn một cách rất là đầy đủ chưa. Rồi ví dụ ha, cái này mình tắt đi này. Ví dụ như đoạn nôm na đơn giản như này, các bạn nhìn cái file này. Rồi các bạn nhìn cái file này, mình cho cái chế độ là Unlatin. Bây giờ mình không có nói gì tại đèn đỏ gì đây hết, mình chỉ nói tới thiết kế cái file này thôi. Để thiết kế được ra như thế này, mình chưa nói tới một cái phần mềm 3D bất kỳ. Các bạn phải sử dụng được Maya hoặc là C4D hoặc là 3D Studio Max hoặc là SketchUp hoặc là một cái phần mềm 3D bất kỳ mà thiết kế ra được những cái không gian như thế này. Chưa? Thì các bạn lại nói là lấy file mẫu là làm cho vui thôi, còn đi ra ngoài thực tế làm cho người ta không có lấy file mẫu đâu ha. Chỉ lấy được mấy cái chất, mấy cái lặt vặt này nọ thôi. Có nghĩa là mình sẽ đánh vào cái thành phần mà các bạn có thể là các bạn chưa hiểu, thì thông qua video này mình giải thích cho các bạn hiểu. Còn các bạn cố tình không hiểu mình nói thẳng bây giờ là khi mà các bạn đăng ký học, mình sẽ có những cái bài test, còn không thôi mình sẽ không nhận. Mình nói thẳng vậy thôi. Tại vì một cái cuộc chơi rất là sòng phẳng ha. Mình cũng đã vài lần bị tổn thương rồi, nhưng mà không ai đứng ra bảo vệ mình hết. Chưa, vẫn là tự thân vận động thôi. Và hôm nay vẫn là vậy, mình phải sòng phẳng. Ví dụ như nói nôm na là, nếu như các bạn nói là các bạn muốn học cái khóa này, chưa, các bạn muốn học cái khóa này, và các bạn nói là các bạn muốn học từ phần đèn đến x, ok, mình sẽ dạy cho các bạn, mình không cần các bạn học hết, nhưng mình phải kiểm tra kiến thức và các bạn phải gửi cho mình một cái bài, và trong đó là cái bài mà các bạn đã làm được thì mình sẽ dạy, còn không thì mình sẽ không dạy ha. Chưa, mình thậm chí là mình chơi rất là đẹp là mình không ép các bạn học nguyên một khóa, mình sẵn sàng dạy cho các bạn một phần thôi, không cần phải học nguyên khóa. Ví dụ như bạn rành hết mấy cái này rồi, các bạn cứ gửi file cho mình xem thử coi, ok, học từ đây xuống thôi. Nhưng mà các bạn lại thêm một lần nữa hiểu lầm là các bạn đọc cho kỹ. DMX ở đây nè, các bạn lại đọc cho kỹ ha. Các bạn phải đọc cho kỹ, các bạn cứ thấy là đừng có thấy là DMX là DMX, nó là cái gì. Ở trong này là nó có những cái bài, nhưng mà quan trọng nhất là DMX ở đây là đang sử dụng là gì. Các bạn nhìn cho kỹ nè ha, đang sử dụng cái gì? Keyframe. Ha, keyframe. Chưa? Thông số của level sequence và keyframe. Được chưa? Tham code đèn theo nhạc ghê gớm lắm, nhưng mà thật sự là đang sử dụng keyframe. Đang sử dụng keyframe với là cái sequence để làm. Bây giờ mình sẽ phân tích ha. Là các bạn phải rất là khổ sở. Các bạn nhìn này ha, sau khi mà thiết kế xong cái sân khấu xong rồi, bố trí đèn đỏm ha. Đây là một cái bài của một cái anh học viên làm. Mình cái dạng này mình là cái dạng phân tích nha, không phải video hướng dẫn. Do đó mình nói những cái gì mà tổng quan. Đây, sau khi đặt đèn xong hết rồi này ha, thì phải khổ sở như này này. Đây gọi là keyframe. Gọi là keyframe và sequence. Bạn ha, các bạn đủ kiên nhẫn không? Câu trả lời là chắc không đâu. Đây. Và bây giờ các bạn xem xong xem đi cái đã, mình mở cho các bạn xem. 1 2 3 4 5 6, và nó phức tạp tới cái độ như này này, các bạn nhìn ha, các bạn nhìn này, đó. Đó, đánh bằng gọi là gì? Đánh thủ công đó, đánh bằng tay đó ha. Đó, xét đèn bằng tay. Chưa? Đây. Đây này ha. Đó, xét đèn bằng tay này. Đó, thay đổi thông số liên tục này, thấy không? Đây các bạn cứ nhìn này, ha. Đây. Đó, set đem bằng tay xong rồi mới từng cái riêng, xong rồi đưa vào trong một cái gọi là gì? Một cái chính, rồi sau đó đưa vào hiệu ứng này nọ nữa, và tốn rất là nhiều công sức. Nhưng bây giờ ví dụ ha. Tốn nhất là rất nhiều công sức. Nhưng mà chừng này không thì lại vẫn là chưa đủ.
Chứ này, mình ví dụ ha, mình ví dụ như là sau khi mà các bạn đánh đèn bằng DMX xong mà các bạn không biết những cái chuyện như này nè, các bạn mà lại các bạn lại không sử dụng được những cái vấn đề về đây làm ra hệ thống camera và phim rồi tạo những cái đối tượng tương tác ở trong cái phim đó, thì cái file của các bạn ra không, cũng không có đẹp đẽ gì. Và kết quả là gì? Các bạn sẽ có giống như cái file này vậy ha, bạn này học chưa tới ha, và bạn gửi bài đây, các bạn xem nha, xem luôn cả cái phần nghe luôn cả phần âm thanh ha. Rồi các bạn cứ nghe đi. Khoảng một phút ha, các bạn cứ bỏ ra một phút và nghe cái này. Rồi, ok rồi ha. Rồi, các bạn xem. Và để ra được một phút rưỡi cho các bạn mới xem vừa rồi ha, thì cái công mà ngồi mà khi bằng cái mấy cái này này đó, nó là tổng hợp chân này này. Nếu như mà một ngày 8 tiếng thì chắc là theo như mình là phải 4-5 ngày mà xong. Không thể nào nhanh được đâu ha. Nhanh là trường hợp làm ẩu là mới nhanh thôi. Còn làm đúng không thể nào mà nhanh được. Và đòi hỏi một người có kiến thức về kiến thức nữa, kiến thức về âm thanh và phải cảm nhận được, ví dụ phải cảm được cái âm ha, thì mới đánh được. Đó là gọi là đánh thủ công. Và đó chính là cái mà mình cần, gọi là nó nằm trong cái khóa học này, đánh đèn bằng khi và bằng sequence. Rồi. Và các bạn lại tiếp tục bị lầm tưởng nữa, song song với nó có song song với cái dàn là DMX, nhưng mà DMX, nhưng mà cho dù có đánh bằng thủ công thì các bạn cũng phải trải qua những cái bước nó rất là phức tạp như thế này. Cả bước này là cái bước chung khi các bạn khai báo những cái đèn DMX. Các bạn nhìn ha. Đây. Sau này, đây là cái bước mà tất cả mọi người đều phải khai báo, đều phải làm. Sau khi mà mình khai báo đèn xong nè. Ha. Đây, sau khi khai báo đèn xong. Mấy cái này là các bạn phải biết hết nha. Chứ không phải là không có tự nhiên mà có sẵn đâu. Chứ không có đi copy được. Copy của người ta không có đầy đủ. Mình phải khai báo theo đúng nguyên tắc. Sau khi mà khai báo xong, bắt đầu là mình phải bổ trị đèn vào. Mà bổ trị đèn mà mình thao tác về UE4 mà UE5 mà mình không vững thì không thể nào mà thao tác được. Không thể nào mà thao tác được. Tốn rất là nhiều. Thông qua những cái bài học là mình đã quen với cái môi trường UE4, UE5 và mình mới thao tác được. Thì đây là cái dạng đèn là dùng cái từ là DMX. Nhưng mình nói lại là gì? DMX đánh bằng thủ công. Dùng cái từ là đánh thủ công ha. Đánh thủ công là có nghĩa là chỗ này tắt, tới đây nó mờ, tới đây nó mờ, tới đây nó đổi màu là làm bằng thủ công. Song song với nó là có một cái dàn mà các bạn hay bị hiểu lầm là cái dàn này. Chứ cái dàn này là không phải DMX. Luôn tiện bạn nào xem video tới đây rồi thì mình sẽ tặng luôn cho các bạn cái bộ thư viện này ha. Có những bạn xem video mà không xem là cứ kẹo lượt lướt là sẽ không nghe mình nói. Là quà tặng mình sẽ để ở trong video. Rồi bạn nào nghe mình chịu khó nghe mà tới lúc này mà thấy mình có tặng quà thì cứ nhận cho mình ha. Thông tin của mình ở trên Facebook hoặc là ở trên thông tin của mình ở trên Facebook ha, Facebook hoặc là ở trên kênh YouTube đều là công khai hết á ha. Số điện thoại gọi sẵn mấy các bạn. Bạn nào mà mình làm video mà có quà tặng ở trong đó thì các bạn nghe thì các bạn cứ nhận cho mình, thì mình gửi cho các bạn ha. Cái gì thì cãi chứ mà cái chuyện đó mình rất là nhiệt tình và mình nói là mình làm. Nên các bạn rất là yên tâm ha. Các bạn bị lầm những cái dàn này nè. Cái này không phải là đèn DMX. Các bạn phải hiểu như vậy ha. Cái này không phải là đèn DMX.
mà đèn này gọi là đèn Lurin. Các bạn xem ha, đèn này gọi là đèn Lurin. Đây nè, các bạn nhìn cái dãy bên này nè. Ở trên này nó có, các bạn bấm vào Edit, Edit Lurin nè. Các bạn thấy nó có cái này, là một cái dàn đèn được lập trình sẵn, không phải đem ít. Đây nè, được lập trình sẵn. Và các bạn có thể can thiệp vào cái chỗ này, nhưng mà tốt nhất là đừng có can thiệp, không can thiệp nổi đâu ha. Và nó rất là bị hạn chế tính năng, hạn chế tính năng ha. À, rất là hạn chế tính năng. Và cái vấn đề là đèn đếm ít, mà đèn này nó gọi là dùng cái từ, người ta hay dùng cái từ, mình không dùng những từ chuyên ngành nha, gọi là nó rất là xấu ha, mình không dùng nè. Các bạn nhìn cái tia đèn nó bị nè, thấy chưa? Đó là đèn này là đèn Lurin, và cái này chỉ vui thôi ha. À, tại sao mình nói là chỉ vui chứ nè, tại vì để lập trình được cái dàn đèn này mà đánh theo nhạc thì đó là một cái điều là rất là khó khăn ha. À, trên thị trường bây giờ có những người, có những anh ảnh rất là giỏi, ảnh có thể lập trình ra được, và tất nhiên là không có miễn phí ha, ảnh bán. Tất nhiên công lao người ta làm tốn biết bao nhiêu thời gian thì không thể nào miễn phí được. Nhưng mà dàn đèn này có một cái đặc điểm là nó rất là nặng ha. Máy các bạn yếu yếu một chút là cạc màn hình là coi như chạy suốt, nó rất là nặng. Và cái này là cái mà các bạn nên dùng để khi thiết kế sơ bộ xong rồi mình chỉ để mô phỏng thôi ha. À, mô phỏng như này, ví dụ như là mô phỏng ha, chỉ gắn vào để mô phỏng ánh sáng cho người ta thấy thôi. Còn phải cùng phải lúc đó mình chưa có cần phải thiết kế đèn đếm ít, tại vì thiết kế đèn đếm ít mình phải tốn rất là nhiều công sức ha. Và đèn này gọi là đèn Lurin, chưa, nhắc lại ha. Đèn này chỉ để vui thôi, không có làm gì được hết. Tại vì không, tại vì sao không làm được? Tại vì mình phải bị phụ thuộc vào mức độ lập trình của bộ thư viện, chứ mình không có chủ động. Chứ này, mình không có làm theo cái chủ động là giấy này. Ví dụ như mình muốn là frame thứ nhất nó tắt, frame thứ hai nó mở, frame thứ ba nó đổi màu, frame thứ tư nó là nó xoay lên xoay xuống. Thì mình không nói là không làm được nha. Tại vì trên đời này cái gì cũng làm được, nhưng mà có lẽ làm được nó là một cái chuyện, gọi là một cái chuyện rất là khó khăn ha. Thì do đó là các bạn đừng hiểu lầm, dàn đèn này là dàn đèn Lurin ha. Các bạn nhìn là các bạn biết. Bây giờ các bạn bấm vào cái đèn đúng không? Các bạn bấm đèn này nè, đúng không? Các bạn nhìn bên này, nó không có chữ đếm ít này. Còn nếu như đèn đếm ít dễ lắm, bấm vào đúng không? Ví dụ mình bấm cái đèn này nè, các bạn nhìn bên này nè, đây, thấy không? Thấy đếm ít không? Và người ta có khai báo ở đây nè, các bạn thấy chưa? Rồi thử cái đèn khác ha, đèn này, đèn laser này, đây đếm ít nè, thấy chưa? Rồi đèn này có đếm ít nè ha, đó, thì đó, đèn này có đếm ít nè, thấy chưa? Rồi các bạn hiểu ha, các bạn nhìn vào là các bạn hiểu. Và tất nhiên là đèn đếm ít là cho ra tia đèn, là cái đó là không cần phải nói nữa ha, không cần phải nói đẹp hay xấu. Và mình điều khiển từng frame ha, mình điều khiển theo ý mình, lập trình mình muốn. Lập trình ở đây là gọi là khi frame, chưa? Rồi lát nữa mình sẽ phân tích lên cả mức độ cao hơn. Rồi tạm thời tới đây là mình rút lại vấn đề, là mà hồi nãy mở đầu vô video mình có nói một số vấn đề mà mình có thể là mình khó chịu ha, nhưng mà mình vẫn phải nói. Bạn nào không đồng ý thì thôi ha. Mình bây giờ mình sự việc nó là như vậy thôi, chứ không có cách nào khác ha. Học một khóa học thì các bạn cố gắng trong vòng một năm được rồi, học chi một khóa mà học tới 2-3 năm chưa xong. Rồi tới khi mà học vừa xong thì người ta đã nâng cấp thêm 2 cái phiên bản rồi. Rồi lại bắt cái người hướng dẫn mình là cập nhật cho mình là học lại từ đầu nữa. Thì thôi ha, thay vì các bạn nói anh ơi thầy ơi, cái phiên bản đã có những cái tính năng mới rồi, có thể hỗ trợ cho em hay không thì còn được. Đằng này nhắn tin bây giờ em học ra khóa mới rồi là phải học cập nhật khóa mới ha. Rồi cái đó thì mình sẽ không nói. Cái việc thứ hai là mình đã phân biệt được cho các bạn là dàn đèn Lurin. Đây là đèn Lurin ha. Dàn đèn Lurin nhược điểm là rất là hạn chế về, gọi là dùng cái từ là lập trình luôn ha. Ví dụ như là dàn đèn này đúng không, mà mình muốn là bấm này tắt, mở lên từ từ, ví dụ như mở lên từ từ rồi đổi màu rồi tắt rồi chạy từ trong ra, chạy từ ngoài vô, thì với đèn Lurin hầu như là chịu. Các bạn có cài là các bạn làm được thì mình cũng bỏ tay. Làm được để làm gì, đúng không? Làm được để làm gì? Đây này, người ta đã lập trình rồi mà. Và nó có hạn chế tính năng, đó là đèn Lurin. Nhưng các bạn khi các bạn mở thiết kế sơ bộ, và các bạn nên thay vì là các bạn phải gắn đèn đếm ít lên liền, thì các bạn có thể kéo một đèn Lurin vào để mô phỏng cho nó nhanh, để cho khách hàng người ta mường tượng ra được cái mà các bạn thiết kế.
thì cái đó rất là quan trọng và các bạn nên sử dụng nó. Sau khi mà ok hết rồi thì tới khi mà đánh đèn thì mình mới bắt đầu làm đèn DMX. Rồi các bạn lưu ý chuyện đó ha. Do đó cái bộ này vẫn có tác dụng và mình sẽ gửi tặng cái bộ này cho các bạn luôn. Rồi tiếp theo nữa là cái vấn đề mình nói là mình đã phân tích cho các bạn cái dàn đèn DMX. Và mình phân tích luôn cho các bạn là gì? Trong dàn đèn đó là đang đánh bằng khi và sequence. Và để mà vận hành được thì tốt nhất là các bạn phải làm được những cái vấn đề này. Có nhiều bạn đòi học tới đèn DMX mà các bạn cứ tưởng là DMX này chắc phải đánh bằng phần mềm giả lập hay gì đó. Các bạn lầm rồi ha. Không thể nào mà ôm hết trong một khóa học được đâu. Ha. Và các bạn có một số bạn lại có thói quen là biết chút chút. Mình nói thật ha. Mình không có dạy chút chút. Mình dạy khóa nào ra khóa đó. Mình không dạy chút chút. Và các bạn phải chấp nhận một cái sự thật là vậy. Ví dụ như là các bạn muốn làm sân khấu, muốn điều khiển đèn mà học, mà mình chỉ hỏi một câu rồi thế em biết vật liệu light function là gì không, lại không trả lời cái này em không biết. Rồi em biết là dạ lập mấy cái led bằng video là để điều khiển nó không, nói cái này em cũng không biết. Rồi, thậm chí là nhắn tin hỏi mình là tại sao cái dàn đèn blue ring mà không có sáng, từ file của người ta, cái file thư viện mà anh gửi thầy tặng anh tặng thì mở ra nó sáng, mở Mirai qua cái file của em thì lại nó không sáng. Thì đó là những cái mà mình nghĩ là các bạn nên có một cái hệ thống kiến thức ha, một cái hệ thống kiến thức cho nó bài bản để các bạn là bước chân ra và làm ăn ha. Còn lại là cái vấn đề mà một cái vấn đề rất là tệ nhì ha, là bây giờ muốn cái gì cũng phải đầu tư công sức và tiền bạc thôi. Ngay cả bản thân mình cũng vậy, mình cũng phải đầu tư rất là nhiều thời gian, công sức và tiền bạc để học tập và nghiên cứu rồi mới phát triển ra được những cái khóa học. Chứ không thể nào mà mình dạy tầm bậy thì các bạn đã chửi mình rồi. Chứ này, mình dạy rất là tử tế mà còn bị chửi đây nè, còn bị hiểu lầm, còn bị chửi đây nè, đừng nói là dạy tầm bậy. Và tiếp theo nữa là sau khi mà với cái khóa học này các bạn sẽ đánh được đèn đêm ít, nhưng đánh thủ công, đánh bằng khi và tốn rất là nhiều thời gian. Chứ này. Và bây giờ mình sẽ phân tích theo nữa. Ở trong bài số 16 mình có nói với các bạn là phần mềm giả lập ha. Và mình có nói là phần mềm giả lập, các bạn có thể nghiên cứu những phần mềm giả lập, nó bao gồm rất là nhiều ha. Phổ biến là MA ha, hoặc là DOS 2, hoặc là Magic Q. Còn mình thì mình nghiên cứu cái hàng Avalanche. Thực chất là rồi sinh ra cái nào cũng được hết, nó cũng như nhau, nhưng mà nó mình thích cái hệ nào thì mình làm cái hệ đó. Và để vài bữa tới bài 16 rồi mình sẽ review cho các bạn xem những cái phần mềm này nó thiết kế theo một cái, nó không theo một cái quy chuẩn mà những cái phần mềm mình đã học, có nghĩa là nó sẽ thiết kế là theo cái dạng mà menu chồng menu ha. Bấm vào một cái thì nó mới hộ ra một danh sách và nó rất là khó sử dụng. Mình đã nghiên cứu rồi, đã được những cái người khác chỉ cho rồi và mình cảm thấy là nó rất là khó chứ nó không hề mà dễ dàng ha. Có một số người nói nghiên cứu trên YouTube 1-2 buổi này nó làm được, mình nói thẳng ha. Mình đã học cả rất là tốn rất là nhiều thời gian và mình cảm thấy là nó rất là khó. Nếu như mà các bạn không có một cái nền tảng thì các bạn sẽ không chịu nổi ha. Các bạn sẽ không chịu nổi. Và nó là một cái khóa học hẳn hoi chứ không phải là một cái khóa học đàng hoàng, tự tế, đi từng bước, dìu dắt các bạn từng bước, chứ không thể nào mà nhảy vô là làm được ha. Ví dụ như các bạn thấy cái khóa học mình trình bày cho các bạn đây nè, có phải là phải từng bước không? Từ cả lúc mà các bạn cài phần mềm, các bạn đọc từ từ, chứ nè, các bạn đọc. Phải như vậy thì hòa may ra là các bạn làm được và các bạn làm rất là vững, rất là tự tin sau khi học xong. Chứ không có lùi ha. Mình không có cái thói quen dạy lùi á, đụng đâu dạy đó không. Mình dạy bài bản. Các bạn cứ chờ đi ha. Cứ chờ các bạn làm bài tập rồi mình up lên từ từ cho các bạn xem. Các bạn thấy không? Thậm chí là phim này ha, có phải xử lý hậu kỳ với Premiere này. Còn các bạn không biết mấy cái này là các bạn render ra một đoạn phim là cứ là đứng ở đó cho cỏ thôi. Còn bây giờ các bạn sẽ nhìn ha, từ từ các bạn sẽ quan sát. Mà một số bạn mà xem tới video này chắc cũng hiểu cái cách mình dạy rồi ha. Mình sẽ dạy rất nhiều vấn đề. Rồi. Thì cái phần mềm đó ha, cái phần mềm này chứ này, cái phần mềm này là một trong những cái phần mềm giả lập. Phần mềm giả lập thì có nghĩa là nói nôm na là phần mềm giả lập thì các bạn hiểu rồi ha. Thay vì mình ngồi mình phải khi
tại sao phải phải đánh từng đèn một như thế này? À, đánh từng đèn một hồi nãy mình mở cho các bạn xem đúng không? Thay vì mình ngồi mình phải đánh từng cái đèn một rất là mất thời gian, thì mình dùng cái đây này, mình ngồi mình phải đánh từng cái này. À, các bạn có thể nhìn cái thông số, các bạn biết nè, tới đây nè ha, đây thông số nó thấy, tới đây là tắt nè, tới đây là ha, là cái lửa này nè, nó tắt nè. Nhảy qua đây một cái là mình sẽ cho nó bật lên nè. À, thay vì mình phải đánh bằng tay thì mình sẽ dùng phần mềm giả lập. Nhưng khi mà các bạn dùng tới phần mềm giả lập là các bạn biết là đi kèm với phần mềm giả lập sẽ có một cái thiết bị phần cứng. Các bạn xem những người ta ngồi người ta đánh, các bạn xem những cái bài chuyên nghiệp là không thể nào đánh bằng thủ công được. Đánh bằng thủ công như thế này có một số cái thao tác các bạn không làm được, gọi là ở mức gọi là trình độ cơ bản ở những cái dự án nhỏ thôi. Rồi những cái dự án lớn hơn một xíu thì đánh bằng phần mềm giả lập chưa, nhưng mà đánh bằng phần mềm giả lập thì là chỉ đánh trên máy thôi. À, còn đi ra ngoài đúng không, đi ra ngoài thực tế thì lúc đó các bạn phải đi kèm một thứ mà nó gọi là gì, một cuộc chơi nữa, là nó phải đi kèm những cái mà gọi là thiết bị. Mình ví dụ ha, mình chỉ ví dụ thôi. Khi mà các bạn dùng phần mềm giả lập thì các bạn chỉ là người thiết kế thôi ha. Thiết kế xong là đánh đèn này nọ. Còn khi mà các bạn chơi vào cuộc chơi phần cứng rồi thì các bạn sẽ chắc có lẽ là các bạn không nên ngồi thiết kế nữa, tại vì ngồi thiết kế không có đủ tiền đâu. Các bạn nhìn ha, một cái thiết bị, ví dụ như là mình sẽ mở cho các bạn một cái khóa học là phần mềm giả lập và mình sẽ chọn là Avalanche. Một số nơi thì dạy Dot2 hay là MagicQ hay là MA gì đó, mình sẽ dạy cho các bạn Avalanche chưa. Và cho dù là các bạn học phần mềm giả lập nào đi nữa, có thể là các bạn học một nhưng mà các bạn sẽ biết được nhiều. Nhưng bước nhiều đây là các bạn, có nghĩa là cái nguyên tắc hoạt động nó như nhau. Có thể là các bạn học một phần mềm và các bạn sẽ biết được nhiều cái phần mềm, nhưng mà các bạn cứ chọn cho mình một cái thôi, cứ chọn cho mình một cái ha. Còn mà tại sao mình chọn Avalanche thì mình cái đó là một cái câu chuyện rất là dài nữa, mình sẽ nói sau ha. Thì lúc này sự việc nó sẽ xảy ra là các bạn phải tốn cái này. Các bạn nhìn cái này, Avalanche Tiger Suit 2 này, và nó lại có giá là 15.000 đô, 15.000 đô và trị giá là 362 triệu một cái bàn chính hãng. Chưa? Và nếu như mà mua cái này bàn của Trung Quốc thì nó sẽ dao động từ khoảng 35, mình không tìm ra giá 35, khoảng từ 42 cho tới 48 triệu. Nó là bàn Trung Quốc. Còn lại bàn chính hãng này các bạn thấy không? 362 triệu. Chưa? Và lúc đó các bạn sẽ thấy là gì? Người ta sẽ vừa kết hợp phần mềm đi kèm bản quyền, rồi vừa kết hợp với bàn đánh bằng đá bàn bằng cả là gọi là Tiger Touch 2 nữa, thì nó sẽ ra nó khác. Còn mình là gì? Phương án thứ nhất là mình đánh thủ công, ngồi đánh bằng tay. Phương án thứ hai ok hơn một xíu, đánh bằng phần mềm giả lập. Còn người ta là chơi tới cái này. Và tương tự giống như em ấy cũng vậy, một cái bàn như vậy các bạn thấy bao nhiêu đây hả? Nó hình như là nó rẻ lắm đúng không? Nó chỉ có vài trăm triệu à. Đây này, 682 triệu này ha, 17 triệu này. Nó tóm lại là gì? Chơi những cuộc chơi này là chơi tiền tỷ thôi hả? Rồi nếu như mình chọn MagicQ mà lấy rẻ cái bàn này thôi cũng như rồi 78 triệu đó, thấy chưa, các bạn thấy chưa? Và những cái này thì không thể nào mà tồn tại những cái khóa học mà với học phí 5 triệu, 7 triệu được. Ví dụ như là bạn có cái thiết bị này và bạn xách tới cái ông thầy nào đó nói ông dạy, thì có thể là học phí là nó sẽ dao động khoảng vài chục triệu. Theo như mình đoán thì trên thị trường nó rơi khoảng một anh nào đó mà làm chuyên về ánh sáng mà các bạn muốn học với anh, các bạn phải học rất là nhiều thời gian và học phí theo như mình nghĩ không dưới 100 triệu đâu ha. Dưới 100 triệu người ta không có dạy đâu. Tại vì cái đó là không phải là các bạn học một cái môn học, mà là các bạn học một cái nghề, một cái nghề và bắt buộc các bạn phải đầu tư ha. Rõ ràng là các bạn muốn đánh này các bạn phải đi mua này thôi, chứ chẳng lẽ đi tờ ra lấy mường của ông thầy ra đánh, đúng không? Mường của ông đánh về nhà lấy đâu mà ôn bài. Nhưng mà cho dù có mường, người ta cũng không có cho mường, tại vì người ta không thể nào mà cho các bạn rỡ vào những cái thiết bị cả mấy trăm triệu của người ta được, đúng không? Đồ nghề làm ăn không thể nào mà, và nếu như mà cho các bạn rỡ thì các bạn phải đóng một cái học phí cực kỳ cao để rủi ro, lỡ rỡ vô rồi ghét ông thầy rồi bệnh cha núp rồi mệt nữa
đúng không? Ai mà biết. Nhờ, nhìn ông thầy thấy cái mặt thấy ghét ha, bụi học cuối cùng nhổ này ra luôn ha. Đó, đó, đó chỉ cho mình làm bài đó. Đó, mình tâm mình nói vậy thôi ha. Có nghĩa là gì? Nếu như các bạn rỡ vào những cái đồ đắt tiền là các bạn phải trả rất là nhiều tiền. À, đúng không? Không ai mà cho các bạn ngồi không trên chiếc xe mười mấy tỷ hết á, cỏ đâu. Đó, à, thì đó là. Và sau khi mình nói cái câu chuyện này, nó sẽ vạch ra hai hướng. Hướng thứ nhất là các bạn chỉ làm thiết kế trên máy tính. Và hướng thứ hai là các bạn gọi là thực tế. Nếu như các bạn thực tế là các bạn chơi những cuộc chơi như thế này. Chưa? Và sự thật là mình nói thẳng luôn ha. Mình làm gọi là làm nghề dạy học mà nghèo lắm. Mình không có tiền để mua được những cái này để tạo ra được những cái khóa học cho các bạn. Mình chỉ mua được những cái tầm khoảng... chắc có lẽ là mình sẽ mua một cái bàn của Trung Quốc ha, tầm khoảng hôm bữa mình tham khảo giá nó khoảng 48 triệu, cho nên cũng bảo hành 12 tháng để mình review trong cái khóa học thôi. Và chắc mình cũng chỉ hỗ trợ ở cái mức là review và mình dạy phần mềm thôi ha, còn phần cứng là chưa có mở ra được những cái lớp mà dạy ra những cái thiết bị này được. Tại vì mặc dù mình có những cái người họ sẵn sàng họ đầu tư cho mình, nhưng mà bây giờ thị trường nó phức tạp quá. Chứ này, đâm ra là mình cứ là dạy trên dạy cho tới khi nào mà ổn hết trên những cái phần mềm nữa đã ha, cho các bạn học những đánh trên thiết kế trên máy cho ok xong hết, rồi lúc đó mới làm tới những cái việc này. Chứ bây giờ mà thị trường bây giờ ha, thời điểm này là thời điểm dịch bệnh ha, không biết bao giờ mới được làm lại đây, rồi mà rỡ với những cái thiết bị này thì nó rất là khó. Đó là cái lý do mà mình yêu cầu các bạn là xem cái ngày mình làm video là vậy ha. Hôm nay ngày 3 tháng 8 2021, đang ở nhà không dám ra khỏi nhà ha. Rồi ok, thông qua cái video này mình có những cái điều để tâm sự. Và cho dù mình có tâm sự như thế nào, mình có nói như thế nào, thì cái mục đích vẫn là tốt cho các bạn thôi. Chưa, các bạn phải biết như thế này, khi mà đi làm nghề thì cái chi phí đầu tư học tập và những cái để mua thiết bị là những cái bắt buộc nếu như các bạn muốn làm nghề. Trong cái lớp học của mình cũng có những bạn đang xài những hệ thống máy tính rất là yếu, nhưng mà mình không trách mấy bạn, là hầu như là các bạn có một cái sai lầm ha. Cái đoạn này mình chỉ tâm sự với bạn máy yếu thôi nha, còn các bạn sai máy mạnh rồi thì sorry ha. Cái nghề của các bạn, cái máy vi tính nó rất quan trọng ha. Cái máy vi tính nó rất là quan trọng. Và nó quan trọng hơn tất cả mọi cái khác. Khi mà các bạn ngồi trên một cái hệ thống máy tính yếu là các bạn đã thua người ta trước 50% rồi. Chưa? Nó chẳng ra là vậy thôi. Người ta làm thao tác rất là nhanh, người ta không phải đợi chờ gì hết. Mỗi lần mở máy ra là làm. Còn mình mở máy ra là coi như là phải đợi nó lót, đợi đủ kiểu rồi làm, rồi nó đứng nó treo. Thì do đó là các bạn nên đầu tư vào một cái máy tính cho nó mạnh ha. Cho nó mạnh. Tất nhiên là không ai có tiền hết, tiền đi vay đi mượn thôi chứ cũng không ai có sẵn. Thì đó là lời khuyên của mình. Các bạn nên đầu tư một cái máy tính rất là mạnh. Chưa? Cái thứ hai, các bạn nên tìm những cái khóa học. Ha? Mình không có chê bất cứ chỗ nào hết. Ha? Không ai mà làm vừa lòng hết tất cả. Nhưng thời buổi bây giờ học online nó đã rất là thịnh hành. Các bạn nên tìm những cái khóa học mà có một cái nội dung. Ha, một cái nội dung đầy đủ. Và các bạn nên so sánh nội dung giữa trung tâm này và trung tâm khác. Cái này là mình không biết, là mình cũng không cần biết là cái nội dung của mình có hơn người ta hay không, đúng không? Tại vì ví dụ mình soạn nhiều hơn mà mình dạy không hết thì các bạn cũng chửi mình thôi, đúng không? Thì các bạn cần phải xem nội dung khóa học và nên so sánh giữa các nơi dạy, được chưa? Và tiếp theo nữa là các bạn nên xem video demo cái cách người ta dạy. Và tốt hơn nữa là lên Facebook để xem cái người đó như thế nào nữa. Sau cái chuyện đó nó xa vời quá, đúng không? Rồi, đúng không? Nên xem video demo cách người ta dạy. Xem thử xem người ta dạy có hiểu hay không. Ví dụ khi mà mình làm những cái video, cái video của mình chỉ phù hợp với một dàn học viên thôi. Đó là cái dàn học viên muốn học từ từ học và nghe ông thầy nói những cái gì liên quan và hiểu thêm vấn đề. Do đó những cái bài học của mình nó rất là dài. Ví dụ như là một cái bài học, bài số 14, mình soạn bài này là tổng cộng là hết 2 tiếng 50 phút, nhưng mà mình có cắt bớt một số đoạn thừa đi thì nó còn khoảng 2 tiếng rưỡi. Nhưng nếu như đưa cho người khác soạn bài này thì 15 phút là xong rồi. Thì cái vấn đề là 15 phút
là cho bạn cái thao tác sạc 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 rồi xong. Còn lại là nếu như mà mình đang soạn mà 2 tiếng rưỡi là mình nói rất là nhiều cái vấn đề ở trong đó, và cái khóa học của mình chỉ phù hợp với người, với những các bạn mà muốn học và hiểu biết về vấn về kiến thức và sau này có khả năng chuyên sâu. Còn bạn nói là em muốn học nhanh để em làm thì mình xin lỗi các bạn nha, cái khóa học của mình không phù hợp với người muốn ăn nhanh. Người nào muốn ăn nhanh thì mình không phải là đối tác của mình ha, mình không phù hợp với cái kiểu người như vậy. Mình chỉ phù hợp với cái kiểu từ từ học chắc và học xong là làm được, chứ không phải đi mò đi mầm cái gì hết. Thì do đó là cái nội dung khóa học của mình soạn rất là đầy đủ và mình dạy theo đúng cái lịch trình ha. Bạn học và làm bài tập mình giám sát, mình theo dõi từng bài tập từng buổi của các bạn, không thể nào mà làm khác đi được chứ này. Và mình nói rất là nhiều những vấn đề, ví dụ như nói nôm na là trong cái khóa học này đúng không, thì mình tại sao mình phải có một cái bài để mình nói về những cái chuyện này? Tại vì nếu như mà mình không nói về những cái chuyện này thì các bạn cứ học xong cái khóa này, các bạn ra đường các bạn nói với người ta nào là tôi biết đêm ít nào là này nọ ha, rồi nó hỏi một câu ở cái bàn giả lập của em A của em A có bao nhiêu tiền, hay là những cái thiết bị nó bao nhiêu thì các bạn nói không biết. À thì đó là cái mà mình hay nói vui với học trò mình là gì, học xong những khóa này có thể là nếu như mà làm biển mà không làm nhân viên được thì vẫn làm giám đốc được ha. Hơi lạ đúng không, các bạn phải lưu ý như vậy. Còn những người học xong rồi họ không có trực tiếp làm thiết kế đẹp được, nhưng mà họ làm giám đốc được đó, tại vì họ hiểu. Họ hiểu rất là nhiều ha, thông qua sự kết nối của mình hiểu ra được rất là nhiều vấn đề. Còn người nào mà vừa hiểu mà vừa làm được thì tốt quá. Còn không thôi là chỉ cần hiểu thôi, không cần làm được là vậy ha. Ý mình là vậy. Rồi để mình xem coi còn gì để nhắn nhủ với các bạn hay không. Ngày xưa thì mình cũng muốn làm vừa lòng tất cả mọi người ha, nhưng mà điều đó là điều sai lầm. Không thể nào làm vừa lòng tất cả mọi người được, tại vì là mình tốt cỡ nào đi nữa cũng không được, là mỗi người lại có một kiểu khác nhau. Ví dụ là mình là người miền Trung ha, gốc của ba mẹ là người miền Trung, mình gốc Huế, rồi mình sinh ra ở Vũng Tàu và tới năm 18 tuổi mình lên thành phố Hồ Chí Minh, và hiện tại là mình là người thành phố Hồ Chí Minh rồi. Nhưng mình vẫn nói cái dòng của mang đậm chất của miền Trung, và một số người ta không thích. Người ta không thích, đúng không? Thì cho dù mình có dạy tốt, video của mình có làm kỹ tới cỡ nào, nhưng mà người ta không thích nghe cái dòng gọi là dòng của một người miền Trung. Có những người như vậy ha, thì chỉ cần người ta nghe mình nói thôi là người ta bực rồi. Thì có nghĩa là mình không thể nào làm vừa lòng tất cả mọi người được. Bởi vậy tốt nhất là khi mà định với nhau là rõ ràng với nhau hết. Thứ nhất là cái cách dạy của tôi là như thế này, thứ nhì là giáo trình là như thế này, thứ ba là cái cách mà tôi quan tâm tới học viên là như thế này. Ok, mình làm việc với nhau, trong quá trình làm việc mình nảy sinh những cái tình cảm thầy trò tốt đẹp, và mình duy trì một cái mối quan hệ là thầy trò để sau này còn hỗ trợ nhau. Còn nếu như mà không thì cứ hoàn thành với nhau ha, một bên lo học còn một bên lo làm, mà một bên lo học còn một bên lo dạy chứ. Đó là một điều là rất là tốt đẹp ha. Ok ha. Rồi tới đây được rồi ha. Rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Mình làm video này là mục đích là làm để nói về khóa học, chứ mình không phải là YouTuber nha. Mình không có mong kiếm được những cái tiền đó. Tiền đó kiếm không nổi đâu. Thì một kênh như vậy là kênh của mình là 7.200 người đăng ký lượt xem như vậy, mà theo như là mình coi là một tháng là mình được có khoảng 180.000 ha. Nếu như mà kiếm tiền YouTube thì không nên kiếm tiền bằng những cái vấn đề học hành ha, mà nên làm những vấn đề khác. Rồi, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.